Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Ma Vạch chúng tôi xin giới thiệu các bạn đó là cái máy in thẻ nhựa hai mặt của Zebra, một nhãn hiệu nổi tiếng ở trên thế giới. Đó là máy in Zebra ZXB Serie 3 chuyên in hai mặt. Thì máy in thẻ nhựa này được ứng dụng trong là in thẻ thành viên của công ty, thẻ nhân viên, thẻ học sinh sinh viên, cũng như là in cái thẻ kiểm soát cửa ra vào, một số lĩnh vực khác nữa. Thì về cái cấu hình của máy thì là máy được trang bị độ phân giải là 300 dpi, có tốc độ in là 180 thẻ trên 1 giờ đối với lại in một mặt, hỗ trợ cái cổng kết nối như là USB, option thêm đó là cổng LAN Ethernet để mình có thể là hỗ trợ in nhiều máy tính cùng một lúc. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bộ phận của máy này. Thì đây là cái mới mình vừa mới khui ra. Thì đây là cái khay đựng thẻ có sức chứa là tối đa là 100 thẻ cho một khay này. Rồi đây là cái màn hình hiển thị mà mình có thể là giao tiếp, mình có thể thấy được cái thông số mà máy đang báo như thế nào. Đây là cái thẻ mà sau khi được in ra thì nó sẽ ra ngay đây. Và trong đây là nó sẽ là cục mực. Đây là cục mực của máy. Cục mực thì mình tháo lắp rất là dễ dàng. Đây là cái vị trí đầu in, đây là một phần khá quan trọng nên là các bạn nên vệ sinh thường xuyên để tránh nó xảy ra hư hỏng. Thì bây giờ mình sẽ in thử để các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành in thử để các bạn cùng xem cái chất liệu in của máy này như thế nào, cũng như là cái quá trình in diễn ra trong bao lâu. Rồi máy đang lấy dữ liệu từ máy tính và tiến hành in. Máy có khả năng là in một mặt xong là sẽ tự động lật cái mặt còn lại và in thêm những cái thông tin mà trên file thiết kế mình đưa xuống. Rồi, cái quá trình in nó đã hoàn tất. Các bạn có thể theo dõi về cái chất lượng in rất là đẹp và sắc nét. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lắp mực và đánh thẻ đối với lại cái máy in Zebra ZXB Serie 3 này. Thì trước khi mà cái quá trình lắp mực diễn ra thì mình phải tắt máy trước khi để tránh máy bị báo lỗi. Rồi mình sẽ tiến hành mở nắp lên. Các bạn sẽ cầm kéo cái thanh này trở lại. Rồi các bạn sẽ bỏ thẻ vào. Ví dụ các bạn bỏ thẻ nhiều hơn thì là chúng ta sẽ nên cầm như vậy, cầm vào những cái mép thẻ như vậy để tránh cái con tay nó bám lên mặt thẻ và in ra cái chất lượng thẻ nó sẽ không đảm bảo cũng như là sẽ bị ố vàng. Rồi các bạn sẽ đóng cái chốt này lại để mình kịp. Rồi mình đóng cái nắp xuống. Tiến hành này mình sẽ mở phần bên thân máy ở trong để mình thay cục mực. Các bạn nhấn nút màu vàng nhé. Rồi các bạn kéo mực lên. Rồi đây thì mực nó sẽ có khe sim ở đây. Thì các bạn nhìn cái khe sim này nó phải tiếp xúc được với lại cái chốt ở trong đó để là máy có thể là hiểu được là mực được lắp vào. Các bạn đóng xuống. Việc tháo lắp mực thì nó rất là đơn giản, nhưng mà các bạn chú ý các bạn đóng cái khi nào mấy tiếng cạch thì thôi. Rồi cái quá trình lắp đã diễn ra hoàn tất thì các bạn khởi động máy lên. Thì máy đây trong cái quá trình là sẽ là fit cái cạc đầu tiên. Máy đang kiểm tra mực. Rồi khi nào mà máy thông báo chữ ready thì các bạn có thể là tiến hành in từ file thiết kế trên máy tính xuống. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì mọi thông tin cần liên hệ thì các bạn cứ liên hệ với lại công ty Thế Giới Ma Vạch để được hỗ trợ. Thank you.